cho làm quen với lại con thêm con vẹn vẹn và con bắc hà chó ta. Thôi sẹo ơi, sẹo đang dọa con bắc hà, nhưng con bắc hà nó là con chó non, con chó con thôi. Cọc thì nó nhanh hơn bắc hà. Thoát 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 kiểu chạy của chúng nó. Ra đằng này đây. Đây là đội đang cho sẹo làm quen với lại con vẹn. Con bắc hà tên đặt tên nó là con kinh thì sẹo làm quen rồi. Và nó là con đực non. 10 tháng 11 tháng thôi, cho nên là cho chúng nó chơi với nhau được. Chứ nếu mà nó mà là con đực trưởng thành thì còn phải xem xét xem có chơi được với nhau hay không. Vẹn này thì mới đón về cùng ngày với lại con lõm. Hai con cái vàng đặt tên là lồi và lõm để ghép với lại con sẹo. Sẹo lồi lõm. Còn em vẹn đầu tiên này thì đặt tên nó là vẹn luôn. Vẹn này đuôi này lông nó mọc rất là dài, nhưng mà thực ra là cái đuôi của nó rất là ngắn thôi. Cái lông đoạn lông mọc lên thì dài. Nhìn nó gọi là đuôi lửng rồi đấy. Nhưng mà thực ra là cái đoạn đuôi của nó thì nó không có dài đâu, nó có tí thôi. Đây, khi mà sẹo thấy có gái là sẹo lông lưng của sẹo xù lên. Thể hiện cái sự đẹp trai. Đấy là phong cách của nó là theo kiểu như vậy. Ok, đến đoạn chơi. Chơi cùng nhau. Ông bắc hà này. Ông bắc hà non này. Bắc hà non thì hơi lắm mồm. Cọc thì nó ngoan hơn, nó tiết kiệm sức hơn. Con cọc cái tính cách của nó giống giống với lại con rốt. Con bắc hà này có thể nói là tính cách của nó hơi giống giống với bọn golden, bởi vì nhà mình có nuôi con golden, tức là nó có một cái độ bắn nhắn. Con cọc thì nó có một cái độ điềm đạm hơn, nó giống giống với lại con rốt đang làm quen rứt lá cỏ cây. Sẹo đẹp dai, chào sẹo. Chào nó không bảo sao. Vẹn ra đây xem nào. Còn vẹn thì đề phòng hơn là vàng. Chỉ còn chưa sờ được vào người vẹn đâu. Bây giờ mới thả ra là phát đầu tiên đây. Chủ chưa sờ được vào người chó đâu. Đưa tay cho nó hít ngửi thôi. Quay kỹ con vẹn để cho ai thích cái màu này thì ngắm. Vẹn này thì có một cái là nó giống với lại con lồi, là cái tai của nó không được dựng thẳng lắm. Nhưng mà bù lại thì các thứ khác của nó lại rất là tốt. Nào. Ở hai. Xeo ạ. Thôi, kinh. Trẻ con, chấp nhận làm em đi. Tranh nhau đánh dấu mỗi cái cửa. Cái tiên sư nhỉ, chúng nó cứ con nọ thay con kia nó đánh dấu. Cứ vẹn đánh dấu xong lại sẹo lại đánh dấu. Vừa đánh dấu vừa gừ, dọa nhau. Gọi là tranh nhau cái khóm hoa, đi hái hoa đấy. Tại sao lại sẹo này cứ gọi gạ gẫm em này nhỉ? Gạ gẫm em lõm. Em lõm con lên giống đâu? Em lõm còn chưa lên giống mà cứ gạ gẫm. Sẹo đang ngửi thấy mùi của sẹo. Vẫn còn mùi con khác. Sổ 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 sổ.
là đây gọi là ra hai hoa vẹn để làm quen với vẹn tí. Chúng nó đang nhận vị trí. Cứ còn nọ đái đánh dấu rồi lại đến được con kia ra đây xem nào. Nào. Ở đây có anh ở đây, anh là đại ca ở đây thì đừng có lém xéng này. Không phải ấy ở đấy nữa. Bụp đấy. Sẹo đâu ra đây xem nào. Kinh ra đây. Trẻ con. Trẻ con anh sẹo anh bụp cho đấy. Vừa mới lớn xong đã muốn làm đại ca. Vẹn ra đây xem nào. Vẹn ơi. Vẹn. Vẹn ơi. Nào. Chuyện này nha, để cho con kinh nó vào đã, không cho con kinh ra cùng với lại sẹo được. Đực với đực đã hầm hè nhau cạnh tranh cái vị trí rồi. Ok. Một núi cho nên là sẹo ơi. Đi bay. Lên. Đi. Thôi ngồi. Hai thằng Đức nó Bắc Hà với lại cọc của nó cà khịa nhau cho nên là phải đổi ca. Đổi ca chơi. Chứ không là cứ thằng này đái đánh dấu xong thằng kia lại đái đánh dấu lại. Thế là cứ mỗi lần đái giống sau đánh dấu xong lại gừ nhau. Khi mà nuôi nhiều chó ở cái diện theo như là nuôi trại thì những cái đấy là sẽ phải để ý. Nếu mà không muốn chúng nó đánh nhau rồi chúng nó mất đoàn kết. Đánh nhau một lần là nó sẽ thù nhau. Thù nhau là rất khó hòa giải. Bắc Hà và Hơ Mông Cọc. Hey. Để làm quen với lại con vẹn này nhá. Để làm quen với con vẹn. Cho nó có cho làm quen không? Bảo để làm quen với vẹn, chưa sờ được vào vẹn, vẹn ra vẹn ngửi ra đây. Để làm quen với vẹn, vẹn ra đây xem. Đây vẹn. Vẹn này. Vẹn. Nó lại chạy rồi. Đây mọi người thấy không? Mặc định của giống chó là nó rất là muốn gần người, nó muốn vào sân nó chơi. Ở vườn thì rồi, nhưng mà chơi xong ở vườn là muốn vào sân. Nó rất là gần người. Thì ở cái cơ sở tiếp theo, cái cơ sở mới theo cái dự định của trại, thì trại sẽ làm ở cái không gian mà con chó nó gần với lại người nhất. Nó phù hợp. Cả hai con này là đều ở trên cao nguyên đá Đồng Văn, và cả con Bắc Hà này cũng thế, và cả con cọc. Bởi vì mình có một cái đội tìm chó ở khu vực cao nguyên Đồng Văn mấy huyện, đi tìm cọc là gặp Bắc Hà thì bắt luôn con Bắc Hà này. Để thử làm quen với lại con vẹn xem nào. Nào kinh đâu ra đây xem nào. Kinh. Kinh. Vẹn. Kinh ra đây xem nào. Kinh. Nào. Vẹn ơi.
Nào. Nó chưa cho sờ vào người. Mấy cái giống này thì mấy giống chó ta nó nhận chủ rất là nhanh. Nếu mà đi đón nó về thì một phát nó nhận chủ luôn rồi. Tất cả mấy con kia, con vẹn và con vàng này thì con vàng nó coi như là nó nhận chủ luôn, thân thiện làm quen luôn, lao vào lòng luôn đấy. Như vừa mọi người xem ở cái video trước, vẹn này thì mình sẽ làm quen với con vẹn này, hôm nay là buổi đầu tiên gặp nhưng sẽ làm quen luôn. Cái tính cách của con chó thì nó tùy từng con. Con nào mà nó được ở gần người hơn thì con đấy nó cũng sẽ dễ làm quen hơn. Còn con nào mà chủ nuôi ít gần nó thì nó sẽ khó làm quen hơn. Như con Bắc Hà này cũng là bắt một cái về là quen luôn này. Đây vẹn đây, đang luồn lách, đang mải chơi, không cho ôm. Vẹn là không cho ôm. Trời, nó luồn lách bờ bụi, có dãy dương sỉ giống y như ở trên đồng van. Đồng van thì cái cây gì nhiều nhất có lẽ là cây dương sỉ, bởi vì cây này nó phát triển nó không cần nhiều đất và nước, nên là nhìn ở trên đá là cũng lẫn lẫn với lại dương sỉ. Đây đang luồn lách đúng như ở theo kiểu luồn lách ở trên bảng, rất hứng thú, có lẽ là đang đi đánh hơi chuột, rất là nhanh, luồn những kịch đầu kia để xem mà chắc lại luồn quay lại. Đây, ai tính mắt nhìn thấy không? Vẹn ơi. Chỉ biết tên. Lại hóng vào trong nhà. À giờ hy vọng mà cho nó đứng yên ở đây một tí này. Đứng yên ở đây một tí để ra tóm cỏ nó vào đây. Có đứng yên đây không? Chạy lại đằng này. Tốt. Tốt. Đứng đúng ở vị trí để vào chuồng rồi, muốn vào chuồng. Vị trí này là vị trí muốn vào chuồng. Muốn vào chỗ ngủ rồi. Chơi chán rồi. Để nào, làm quen ra, làm quen với chỗ nó cái nào. Vào đây. Xong rồi. Khẩn trương. Nào. Tránh người. Nó tránh người. Thấy mình phi vào thì nó lại phi ra. Mà ra luồn để bế nó thì không có săn theo nó được. Nó chạy nhanh hơn mình. Nào. Thôi được rồi, đa cô ơi. Nó chạy nhanh hơn mình. Phải làm quen với nó, phải ôm vào nó thì hôm sau mới ôm được. Hôm đầu tiên là phải làm sao để làm quen được với nó. Vẹn này độ đề phòng hơi cao. Với chó ấy thì mà mọi người mà muốn làm quen với chó ấy, nhanh thì mọi người thả lỏng hoàn toàn ra.
thái độ như kiểu là gặp bạn. Thái độ như gặp bạn thì nó sẽ rất là dễ làm quen. Nha, làm quen với nó xem. Bạn ở đây nè. Bạn ơi. Quyết phải bế nó về ở đây bằng được mới được. Phải bế nó về chỗ này.